Hello, xin chào tất cả anh em bà con. Em test luôn con Fainigata 2 Uma tự động 3 chiều. Bẻ cốc xoay đồ gì đó tầm lum. Đo hết bàn, giữa bàn là mét 2. Anh chị ngọt xe mông 300, bơm nước đồ đầy đủ. Cho test luôn đi. Điện bao nhiêu ạ? 200V. 3 pha 200V đi nha. Tủ điện nhìn khủng hoảng nha. Rồi, test. Ok. Maximum. Rồi. Số à? Rồi, tự động luôn. Này, hai cặp tờ số. Này, vô ra. Trả lại. Ngược lên tay nấm này nè. Vô. Rồi, qua lại. Anh em nào không biết xài là lưu lại clip để cách sử dụng nha. Này mỗi mỗi bò ra nó nha. Đảo ngược. Rồi lên xuống. Lên xuống bật bên kia. Xuống này anh em. Cho lên đi, cho lên hết cốt luôn coi. Các bạn này nó còn đang cao lắm nha. Thấy nè. Nhanh nè. Càng lên nha nè. Cho lên hết cốt đi. Ta xuống lại kìa. Có cái đồng xuống rồi. Cái đồng xuống chỉnh nó đó, đồng xuống ngược lại đó. Rồi đang xuống nha nè. Sáu lâm tắt ra tắt đo cái hành trình coi, đo này vô ra coi, đo này vô, đo từ đây vô đây, từ đây ra đây 25 cộng lên bên này bao nhiêu, đây vô đây bao nhiêu, 400, 15 nữa là 400, coi đo hai công tắc hành trình này có bao nhiêu. Này đầu cao lên chắc có tầm 500, 400, 500 gì đó. Này khoảng 2 cái tắc hành trình đó. 400. 400. 2 cái tắc hành trình. À, khoảng lên xuống được 400. Này xác nặng tầm mấy tấn ta? Này chắc có tầm 2 tấn quá. Đồng êm ái ngon lành. 3 triệu ok nha. Giá 35 triệu nha nha. Nếu nào cần thì có gì alo nha.